Theo dõi đơn hàng hiện nay đã đơn giản và dễ dàng hơn nhiều bằng các cách sau. Đối với giao diện trên máy tính, bạn có thể thực hiện theo các bước sau. Truy cập vào trang chủ của Lazada, đăng nhập tài khoản Lazada vào mục đơn hàng của tôi. Tại mục đơn hàng mà bạn muốn kiểm tra, nhấn quản lý. Trạng thái hiện tại của đơn hàng sẽ được cập nhật tại đây. Tương tự với khi sử dụng ứng dụng trên điện thoại, truy cập vào mục tài khoản, xem các đơn hàng của tôi, bạn cũng dễ dàng kiểm tra được trạng thái của kiện hàng, đang ở đâu, được giao bởi ai, mã vận đơn là gì. Một cách nữa để bạn có thể kiểm tra đơn hàng của mình đó là truy cập vào đường dẫn tracker.leo.asia, lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Sao chép mã vận đơn vào thanh tìm kiếm, nhấn kiểm tra. Bạn có thể sao chép mã vận đơn tại một đơn hàng của tôi hoặc trên email thông báo. Chi tiết về trạng thái đơn hàng cũng sẽ được cập nhật tại đây. Còn rất nhiều chức năng mới đang chờ bạn khám phá và trải nghiệm trên ứng dụng mua sắm của Lazada. Nhấn theo dõi Lazada tại các kênh Facebook, Instagram hay YouTube để không bỏ lỡ những điều thú vị khác nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.